Kính thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại Treehouse Coffee số 22 đường Quang Trung, quận 9. Và nơi đây là nơi nuôi rất nhiều cá koi. Sẽ có rất nhiều manh mối để chúng ta khai thác. Đối tượng đang khỏa thân phơi nắng ở đằng kia kìa. Và tôi sẽ sẵn sàng đến đó để có thể tìm cách làm sao để thay đổi được màu sắc của những chú cá koi này. Dạ, sao? Xin chào các em, xin chào các em. Hên quá, có cái phao đây, lỡ cái rớt xuống mình còn an toàn mà sống. Wow, nhiều màu dữ. Và đã phát hiện ra được một đối tượng có sự biến sắc về da mặt của mình. Chắc chắn con này nó xài kem dưỡng da quá nhiều. Nó quá trắng. Không được, phải cho nó thần giao cách cảm với cái tượng này, cho nó giao lưu bằng ánh mắt. Một ngày 24 tiếng đồng hồ nó phải nhìn liên tục vào những con cá này. Chắc chắn là cái màu sắc của những con cá này nó sẽ nhập vô cái cơ thể của con cá đó. Còn nếu không được là lấy cái màu này đổ xuống hồ. Chắc chắn những cái màu này sẽ thấm vô da thịt của con cá và nó toát lên một cái vẻ đẹp rất là thanh thoát. Thậm chí có khi là sẽ có những con màu mới. Và bây giờ tôi sẽ sẵn sàng. Chị ơi, cho em hỏi có cái muỗng không? Cho em mượn, em múc cái muỗng, em đút cho con cá ăn. Em là cho nó uống thuốc nhuộm. Cái muỗng múc cái màu xong đút vô cái miệng cá này cho nó dễ. Nó uống cái màu này vô, nó mới biến màu được, nó đổi màu được. Dạ không được anh ơi. Cho uống một miếng thôi, nó không chết đâu. Dạ không được, không được. Để em gọi cái anh quản lý tới rồi làm việc với anh nha. Alo, alo, anh hả? Anh ngoài hồ có một cái anh cho đang quậy cá, anh ra nha. Quậy đâu, quậy ra quậy, chờ tao anh nghiên cứu khoa học đó. Cho mượn cái muỗng thôi mà làm gì keo dữ vậy trời. Chào anh. Dạ, anh chào anh. Davi. Dạ, em mời anh ngồi. Anh cứ tự nhiên. Em đang nhờ các bạn cho em mượn cái muỗng. Sao em múc cái màu này, em đút vô miệng con cá là con cá nó sẽ đổi màu khác. Là lúc đó là mình sẽ có một cái giống cá mới độc quyền trên thế giới nữa. Ừ, nó ăn xong cái nó thành con cá, nó có tên mới. Cái gì anh? Cá tử. Ủa vậy hả? Dạ. Em tên Hoàng, em đến từ chương trình du lịch Chị Thú. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay anh cũng có thể giới thiệu cho em một số kiến thức về loại cá koi này. Bởi vì em còn rất là mập mờ. Và hy vọng anh cũng bỏ qua nếu như em lỡ làm cho con cá anh cá koi anh đổi tên thành cá thử. Dạ. Sắc tố của màu này nó quyết định bởi những yếu tố nào? Em nghĩ là từ cái màu thực phẩm này mà thôi. Không, cái này là có những con nó là những cái biến thể cá khác nhau. Dạ. Hiện tại bây giờ thì trên thế giới thì nó có khoảng tầm 200 biến thể. Nhưng người chơi ấy, và trong các cuộc thi thì nó có khoảng tầm vài chục cá thể thôi. Vậy là không phải là do nó uống màu hả? Nhưng mà những con cá như con cá màu trắng trắng kia đằng kia đi anh, thì nó vẫn khỏe mạnh bình thường đúng không anh? Chẳng qua là tại vì nó xài kem dưỡng da nhiều quá nên là nó trắng vậy thôi đúng không? À không, cái đó là một loại. Con màu trắng đó là Platinum. Wow. Nó có rất nhiều cái tên. Thì như ở đây thì có Kohaku nè, là nó gồm màu đỏ và màu trắng. Sowa là nó ba màu, là nó gồm màu trắng, đỏ, đen. Ồ. Rồi các loại đơn sắc nữa. Như vậy nó sẽ dựa vào màu sắc và nó sẽ có một cái tên riêng đẹp. Về cái biến thể đó. Như Platinum là con màu trắng trắng. Thí dụ như con kim cương là mấy con da thịt trong suốt đúng không anh? Diamond. Hiện tại bây giờ người chơi có hai xu hướng. Dạ. Một là số ít á, họ sẽ chơi về luyện coi, làm cho con coi cá coi nó thật là đẹp. Dạ. Thì họ dùng những cái hồ đơn giản như vậy nè. Dạ. Nó sẽ tránh đi va đập và nó có cái những cái tỷ lệ đơn thông số để con cá nó tập body. Thì cái hồ này thì tương đối là nó chỉ cần một cái hệ lọc chuẩn. Hệ lọc của cái hồ này là hệ lọc truyền thống. Truyền thống là bên đây. Dạ. Dạ. Thì ai cũng có thể làm được. Dạ. Nhưng cái giá trị hoa của đất đưa vào là cái hồ cảnh quan. Mình là làm landscape. Dạ. Nên là mình cố gắng tôn vinh cái giá trị của căn nhà của bạn lên. Mình làm cái hệ lọc tốt nhất nhưng mà cảnh quan đẹp để phục vụ cho vấn đề thú chơi của gia chủ. Wow. Nó hiện đại hơn, mắc tiền hơn. Hàng chứ nó đẹp quá mà. Như vậy thì cái chi phí dành cho một cái hồ đơn giản như vậy chắc khoảng tầm 1/3 cái hồ bên kia đúng không anh? Nó có thể bằng 1/3 hoặc 1/4. Dạ vâng. Ví dụ như cái hồ như vậy á. Dạ. Thì mình làm khoảng tầm 1,5 tỷ. Dạ. Chưa bao gồm cá. Chưa gồm cá. Có con cá vô nữa là cả một chung cư cao cấp luôn quý vị ạ. 2 tỷ. Như vậy thì khi mà đem những con cá koi từ bên Nhật Bản qua Việt Nam như vậy thì nó có khó khăn về thời tiết, về điều kiện sinh sống và nuôi dưỡng hay không anh? Đó có phải là nguyên do khiến cho một số chú cá koi nó bị biến thể về màu sắc và không đảm bảo được sức khỏe của mình? Cái việc mà cá koi khi nhập từ Nhật Bản về nó rất chi là đẹp. Yeah. Nhưng khi về Việt Nam á, môi trường sống của nó là những cái hồ giả sử nó chưa được chuẩn. Mình cải tạo cái hồ đó nó chuẩn, màu nó sẽ lên theo thời gian. Có những loại là nó màu nó ẩn. Yeah. Nó sẽ biến đổi màu. Oh. Qua một thời gian khoảng tầm 4 năm nó sẽ hoàn thiện một con cá đẹp. Về vấn đề mà biến đổi màu sắc nó có nhiều nguyên nhân. Yeah. Trong đó có nguyên nhân là nhiệt độ.
À. Nhưng bên cạnh đó, cái thức ăn và chất lượng nước nó quyết định một phần lớn. Nó có thức ăn tăng màu cho cá nè. Yeah. Rồi cái chất lượng nước thì môi trường sống của cá koi ấy, nó quyết định bởi cái hệ lọc vi sinh. Ồ, còn phải có đó nữa, hành hệ lọc vi sinh. Một cái hệ lọc chuẩn á thì cái màu sắc và cái sự phát triển của cá nó sẽ rất là tốt. Nhưng nếu hệ lọc không chuẩn thì con cá nó sẽ bị biến màu. Và nó không được giữ lại nguyên bản của con cá koi khi nhập từ Nhật về. Mà làm sao để tăng được sức đề kháng của cá hoặc là cho cá uống thuốc như thế nào anh? Cá nó chỉ có hai cái điều mà mình cần quan tâm. Thứ nhất là những cái phân nó thải ra. Và dạ, thứ hai là nước tiểu. Dạ. Thì hiện tại bây giờ đã có những cái công nghệ lọc là lọc trống. Ngoài cái công nghệ lọc truyền thống như từ trước tới bây giờ thì bây giờ nó có cái công nghệ lọc trống rất chi là hữu hiệu. Nó tách phần cứng ra khỏi cái hồ của mình. Sao hay ta? Đó. Cái NH3 nó sẽ chuyển biến thành NO2, NO3. Rồi sau cái hệ lọc vi sinh nó sẽ xử lý và nó sẽ được thải ra ngoài bằng cách là mình thay nước. Hoặc là mình sẽ dùng cái hệ thủy sinh giống như bên kia kìa. Đó, mình sẽ loại bỏ những cái yếu tố đó ra thì cá nó sẽ sung và nó phát triển rất là tốt. Wow, rất là tiện dụng mà con cá nó không phải mất bất cứ một công sức nào để tự vệ sinh cho mình. Như vậy không phải là uống màu hay là nhìn ngắm những vật thể có màu sắc thì cá mới đổi màu, mà là quan trọng cá phải có đầy đủ chất dinh dưỡng, môi trường sống, nguồn lọc thật là tốt với tất cả những kiến thức chuyên nghiệp nhất để cho chú cá koi khắc phục được lỗi về màu. Cá koi là hình tượng cá chép của Nhật Bản đúng không anh? Dạ. Như vậy thì nếu như em bỏ một con cá chép của Việt Nam mình xuống cái hồ này thì nó có hòa nhập được với những chú cá koi của Nhật Bản hay không? Có tranh giành địa bàn với nhau không? Nó không hề cắn nhau, tại vì con cá koi này bản chất của nó là nó rất là thân thiện. Cá chép Việt Nam thì nó sống ở môi trường này thì cực tốt. Rồi mình nuôi thì về bản chất thì cá chép sông nó thường nó nhát và nó sẽ chạy trốn. Và body nó sẽ không đẹp bằng con cá koi của mình. Khi cá koi của mình á thì khi người lại hoặc là người chủ lại thì nó rất là thân thiện và nó đến. Đó. Vậy thôi. Như vậy thì những bài tập như thế nào để anh huấn luyện những chú cá này có thể quen với mình và thậm chí là nghe theo lệnh của mình luôn? Mình có thể cho nó ăn bằng tay. Dạ, em mời anh. Wow, dễ thương quá. Nhìn cái mỏ thấy ghét không? Đó. Trước khi cho cá ăn bằng tay mình có phải đi rửa tay không anh? Đối với con cá này á thì nó cũng có thể rất chi là dễ bị nhiễm những cái bệnh hoặc là khuẩn. Thì mình phải vệ sinh sạch sẽ. Và nếu mình không lây nguồn bệnh từ các hồ khác á thì mình cho cá ăn một cách tự nhiên. Tương đối là mình phải kỹ lưỡng trong việc nuôi cá. Còn về nguồn thức ăn thì mình có thể là sử dụng những nguồn thức ăn tại Việt Nam của mình đúng không ạ? Nguồn thức ăn thì được sản xuất tại Nhật và nhập qua Việt Nam. Chà, như vậy thì giá tiền của một chú cá koi tại nơi đây chắc chắn sẽ khá cao đúng không anh? Tại vì tất cả mọi thứ đều phải nhập khẩu từ Nhật Bản. Cái giá của con tosai là 1 năm tuổi. 1 năm tuổi, nó thì... có nhiêu đây thôi anh? Đúng rồi. Trời, nó một năm mà sao có một khúc vậy? Những người nghiện koi như mình, tháng mình đo một lần. Thì mình sẽ koi xem nào. Nó lên từ tosai lên nisai, sansai. Cái cá tosai á mà sansai nhập họ tuyển ra thì nó lên tới vài chục ngàn đô một con. Gì trời? Trời ơi. Mua con cá giống như bằng mua cái xe luôn á trời. Cho em xem mấy con cá này được không anh? Được, đây là bên chỗ của nhà mình. Dạ, xin mời anh. Dạ. Để trước khi coi những cái con cá tosai thì là mình sẽ chỉ cho Hoàng Rapper coi cái cách phân biệt cái con cá koi trưởng thành á, là nó là con cá đực hay cá cái. Dạ, hợp lý. Coi những con lớn như vậy thì mình dễ phân biệt hơn nè. Đây là một con Showa của trại Isa. Showa. Dạ. Thì để phân biệt cái con đực và cái thì chúng ta coi cái body của nó. Con này chắc con đực nè, nó bự mà, nó đô mà nè. À không. Hả? Đối với cá koi á thì những cái con mà nó body nó to, tay vây của nó to, thì nó lại là con cái. Con đực thì nó thon hơn. Và để kiểm tra chắc ăn á thì chúng ta sẽ lật con cá lên. Đây là cái con này là con cái. Cái, chúng ta nhìn cái phần cơ quan sinh dục của nó đó. Dạ vâng. Thì chúng ta sẽ phân biệt được là con cái hay con đực. Nhìn vô cái đặc điểm đó. Đây là con cái. Đây là một con cá female tương đối là đẹp. Thân hình to, vây to là cái, còn cá meo là cái nam ấy. Vậy thì con cá đực nó sẽ thon gọn hơn, cái vây của nó sẽ dài hơn, vây dài là cách hơn, nhìn dễ. Dễ thương quá. Thôi con này chắc cũng mắc anh hả? Con này thì
giá trị nó có khoảng cả 1.000 đô thôi. Cỡ 1.000 thôi quý vị, 1.000 thôi. Rồi bây giờ mình đi coi những con cá bé hơn anh nhé. Vâng. Wow, rất là khỏe. Trời ơi, đây là bé tí thôi mà bún kìa. Đây là những con cá tô sai. Dạ. Mình được nhập từ Nhật về cách đây hơn 2 tháng rồi. Và màu sắc của nó sẽ phát triển. Thầy ví dụ như những cái phần đen này này. Dạ. Ẩn á, là nó sẽ dần dần nó nổi lên. Dạ. Và khi nó đen đậm được như vậy, nó trở thành con cá rất là đẹp. Em thấy hệ thống lọc của mình, dù là hồ lớn hay hồ nhỏ, cũng phải vận hành 24/24. Lỡ như những trường hợp mà bị cúp điện sao anh? Những lúc mà nó cúp điện á, dạ, thì người ta sẽ có cái bình tích điện để chạy cái hệ thống oxy, chạy hệ thống lọc. Không, dạ. Mình không có cái hệ thống chạy máy phát điện riêng cho nó. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh ngày hôm nay rất nhiều. Anh Davi đã giới thiệu cho chúng ta một số kiến thức cơ bản và rất là tỉ mỉ về việc nuôi dưỡng và khắc phục được những lỗi về màu sắc. Cảm ơn anh Davi rất nhiều. Cảm ơn anh ạ. À. Dạ.